Hello nha Nam. Này lôi giảm giá cái dàn xe công tay này một chiếc cả triệu bạc nha Nam ơi. Sonic 1 giảm 1 triệu. Winner Way giảm 1 triệu. Tất cả đều giảm đều 1 triệu luôn nha Nam. Cái hạt này 345 cũng giảm 1 triệu luôn nha Nam. Xe này thì đi tầm mười mấy ngàn thôi. Mười mấy ngàn. Mà cái bản này cái màu rất là ác nha Nam. Cái màu anh em luôn Google search 15.000 anh em ơi. Rất là đẹp. Này cam xám, xám cam đen. Xám cam đen. Xe này đi 2.000 mấy nè. Xe này thì đi 3.000 mấy. Xe này đi khoảng 5.000 mấy gần 6.000, 5.800. Giá trên yên ha anh em ha. Mấy cái xe này thì nói chung là còn rất là mới luôn. Đi vài ngàn cây rồi anh em biết rồi. Xe còn rất đẹp luôn nha anh em. Đây địa chỉ của bản hiệu cửa hàng nha anh em. Mùa dịch bệnh này thì bán gì cũng chậm chạp à, thật tình với anh em là như thế à, thành ra lôi ra giảm giá đều quá luôn cho anh em có cơ hội mua sắm ở cái mùa dịch này nha anh em. Cho anh em đam mê có cơ hội mua sắm mùa dịch này. Winner này còn rất là mới luôn, mới chát luôn à, làm giảm bỏ ốc nè. Mới gì lắm luôn vậy nè. Đi 8.000 cây mới đẹp vậy đó. Hai chìa khóa con này đủ hết. Này đã 28 luôn. 32 triệu giảm ha. Còn này 26, này cũng đen nhắm. Cũng giống như thế này nhưng mà đi này đi tầm mười mấy hai mấy ngàn vậy đó. Tôi không nhớ rõ. Nhưng mà còn rất là đẹp, nguyên zin luôn. Cả dàn xe này thì chiếc nào cũng zin hết. Anh em chọn màu nào thì alo nha anh em. Giảm đều 1 triệu nha anh em. Hết báo cái giá xe chưa giảm nha anh em ơi. Này 36, này 37, này 37. Này 345, này 26, này 32. Sunit này 45. Rồi anh em có chốt mỗi chiếc trừ ra 1 triệu. Ha. Rồi, cảm ơn anh em luôn đồng hành theo dõi dòng hộp xe máy nha. Địa chỉ cửa hàng này y như bản hiệu đây. Anh em có thể lên Google Map anh em search giùm phép cửa hàng xe máy Khánh Phép ha. À, trên đó sẽ thể hiện đầy đủ thông tin thôi. Xe còn rất là mới luôn. Cần thêm chi tiết thì anh em cứ nhắn tin Zalo hoặc là điện thoại nha anh em ơi. Rồi xin cảm ơn anh em đã xem video. Bye bye nha cả nhà.